Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube Kiến thức thú vị. Có lẽ chưa bao giờ mà giá vàng lại lên cao như mấy hôm gần đây. Một số nơi giá vàng bán lẻ lên tới 50,3 triệu đồng một lượng. Đây là giá vàng cao nhất từ trước đến nay ở Việt Nam, gấp khoảng 10 lần so với giá vàng cách đây 20 năm, lúc đó chỉ khoảng 5 triệu một lượng thôi. Góp phần vào nguyên nhân tăng giá tới 10 lần trong 20 năm thì chủ yếu là do lạm phát. Nhưng nguyên nhân nào khiến giá vàng trong mấy ngày hôm nay tăng cao như vậy thì chắc chắn không phải do lạm phát rồi. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Nói về nguyên nhân tăng giá vàng thì gần như các chuyên gia trả lời báo chí chỉ có thể phán đoán chứ không khẳng định chắc nịch được. Mà có khẳng định thì cũng chỉ mang tính chất chém gió. Bởi vì giá vàng Việt Nam thì bị ảnh hưởng bởi giá vàng thế giới. Mà giá vàng thế giới thì lại bị tác động bởi rất rất nhiều nguyên nhân đến từ khắp các quốc gia, nhất là những siêu cường về kinh tế như Mỹ, Trung Quốc, v.v. Vậy nên bây giờ, chúng ta sẽ cùng dự đoán những nguyên nhân cơ bản nhất được cho là khiến giá vàng tăng đột biến như vậy. Nguyên nhân đầu tiên, đó là do sự bất ổn của thế giới. Một yếu tố đóng vai trò khá quan trọng là dịch bệnh Corona. Khi dịch bệnh bùng phát, việc giao thương hạn chế giữa các quốc gia được siết chặt. Mà giao thương là một yếu tố cực kỳ quan trọng của nền kinh tế. Các bạn chỉ cần nhìn vào Việt Nam sẽ thấy không bán được hàng cho Trung Quốc đã khiến chúng ta có hàng trăm đợt giải cứu. Biết bao thương lái phải cố gắng xả hàng gỡ vốn. Biết bao công ty bị tồn hàng ứ động không xuất khẩu được. Rồi những người nông dân sản xuất ra nông sản cũng không bán được. Mà khi họ không bán được thì không có tiền để trả lương cho công nhân. Mà công nhân không có lương thì sẽ không có tiền để sinh hoạt, từ đó kéo theo các mặt hàng khác cũng không bán được, tụt lùi cả nền kinh tế. Không những nguyên nhân dịch bệnh, sự bất ổn chính trị hay quân sự ở các nước, rồi cuộc chiến tranh thương mại Trung Mỹ cũng làm ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Và khi nền kinh tế bất ổn thì người ta sẽ có tâm lý tìm kiếm nơi cất trữ tiền an toàn. Bỏ vào ngân hàng thì có vẻ không phải là một ý hay. Vì nếu lạm phát tăng cao hơn lãi suất thì bỏ tiền vào ngân hàng đến lúc rút ra sẽ bị lỗ. Thế nên, qua nhiều năm phiêu bạt còn lại về úp mặt vào sông quê. À nhầm, qua hàng nghìn năm không thay đổi, có biến cố là người ta lại tìm đến vàng. Và rõ ràng, vàng là nơi đầu tư trú ẩn an toàn nhất cho người dân. Và vì vậy, người dân sẽ mua nhiều vàng hơn. Mua nhiều thì đương nhiên là giá sẽ tăng. Nhất là thị trường vàng quốc tế hoạt động như một hình thức đấu giá. Việc cung cầu ảnh hưởng đến giá là điều hoàn toàn tự nhiên và không ai có thể ra lệnh cho nó khác đi được. Các bạn để ý sẽ thấy, cứ mỗi lần thế giới biến động là giá vàng lại tăng. Mà khi giá vàng thế giới tăng thì giá vàng Việt Nam cũng tăng. Ngoài ra còn có thể do mấy ông trùm đầu cơ dựa vào biến động mà đẩy giá vàng lên cao kiếm lời. Khả năng này thì cũng rất cao. Nhưng ở lần này, giá vàng tăng cao một cách siêu nhanh và khủng khiếp, tăng tới cả triệu đồng trong một ngày. Theo các chuyên gia thì có thể đây là do hiệu ứng cộng hưởng, nghĩa là ngẫu nhiên, mọi người nhìn thấy giá vàng tăng và tin rằng nó vẫn còn tăng nữa thì lại đi mua nhiều hơn để chờ tăng cao bán ra ăn chênh lệch. Do ngẫu nhiên đồng thời cùng một lúc quá nhiều người dân mua thì giá vàng bỗng tăng một cách chóng mặt như chúng ta đang thấy. Hoặc có thể do truyền thông đăng thông tin quá nhiều, làm nhiều người dân chú ý hơn mức bình thường. Ngoài lề một chút, nhiều bạn thắc mắc là tiệm vàng hoạt động thế nào, kiếm lời ra sao. Trong những vụ như thế này thì có bị lỗ hay không? Mình sẽ trả lời cho các bạn theo cách đơn giản nhất. Đó là các bạn để ý sẽ thấy cửa hàng luôn niêm yết giá bán cao hơn giá mua vào. Nếu bạn mua một chỉ 4 triệu rưỡi thì đến lúc bán ra một chỉ được khoảng 4 triệu 3, 4 triệu 4 thôi. Mua rẻ bán đắt là cách kiếm lời của bất kỳ loại mặt hàng kinh doanh nào chứ không riêng gì vàng. Ngoài ra họ còn lãi từ tiền công tạo hình cho vàng nữa. Ví dụ một cái vòng cổ 1-2 chỉ nhưng họ đánh to như chiếc đũa thì sẽ có tiền công tạo hình lên tới cả triệu đồng. Thế còn giá vàng lên xuống thì họ có lỗ hay không? Thì gần như là không, bởi vì họ có một cách hoạt động rất thú vị. Giá dụ hôm nay, giá vàng tăng từ 48 lên 50 triệu đồng một lượng. Tổng lượng vàng giao dịch trong ngày là bán ra 50 lượng, 100 lượng mua vào. Tiệm vàng sẽ tính như sau, 50 lượng bán ra bù vào 50 lượng mua vào là bằng nhau. Vậy là họ đã lãi trên số tiền chênh lệch bán ra mua vào của 50 lượng này. Còn 50 lượng mua vào nữa, nếu họ cảm thấy rủi ro khi ngày mai giá vàng giảm tiếp, họ sẽ bán ra thị trường vàng lớn hoặc thậm chí là thị trường quốc tế ngay để hoàn vốn. Có thể hiểu, với 50 lượng vàng này, nếu họ cảm thấy không an toàn, họ sẽ làm trung gian chuyển từ người dân ra thị trường lớn hoặc ngược lại. Vậy thì họ sẽ khó mà lỗ được. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.